Wow, ở đây có rất là nhiều đồ chơi này các em ơi. Ta sẽ cùng lại đây xem nào. Wow, rất là nhiều các cái chiếc xe ô tô màu vàng này các em này. Đó, có một chiếc xe nó đang bị hư hỏng nữa này. Ta sẽ cùng lại gần đây để xem có cái chiếc xe gì nào. Wow, đầu tiên đi, một chiếc máy xúc này. Máy xúc nữa này, rất là nhiều máy xúc nha. Đó. Tiếp theo này, đây là một chiếc xe trộn bê tông. Cho vào đây. Máy xúc này. Lại một chiếc máy xúc nữa này. Wow, rất là nhiều xe máy xúc đấy các em ạ. Tiếp tục bên này xem nào. Xe cần cẩu này. Đây là xe gì đây? Một chiếc xe san ủi và xe xúc luôn các em nhé. Đó, cho vào giỏ đi. Xe san ủi này. Xe cần cẩu nha. Yeah. Xe gì đây? Một chiếc xe lưu này. Cho vào giỏ. Xe tải nha. Đây là một chiếc xe lưu nữa này. Wow, đây còn hai chiếc xe rất là to này. Xem xe gì đây. Xe xúc lật này. Cho rõ đấy. Một chiếc máy xúc nữa nha. Thì máy xúc màu vàng này. Rồi, bây giờ còn một chiếc xe này các em này. Một chiếc xe, chúng ta sẽ sửa chiếc xe này nha. Đây là một chiếc xe trộn bê tông các em ạ. Đầu tiên này, chúng ta sẽ lắp phần bánh xe. Đấy. Bánh xe nha. Rồi, ok, hai bánh sau này. Tiếp theo hai bánh trước này. Rồi. Đó. Xong phần bánh xe nhé. Wow, đây là cái bồn trộn bê tông rất là to này. Một chiếc xe trộn bê tông rất là to các em ạ. Ta sẽ cùng lắp cái bồn này vào nhé. Rồi, ok. Các em xem này. À, xoay được nha. Thử đi xem nào. Wow, xe đi rất là tốt nha. Đó, một chiếc xe trộn bê tông. Cho vào giỏ đi. Súng này, cho hết vào giỏ đi. Wow, một giỏ đồ chơi đồ nghiệp nha. Rất là nhiều các cái loại xe ô tô luôn. Rất là đẹp nha. Ta sẽ cùng mang cái chiếc xe này về các em nha. Xin chào các em.